À, ví dụ như là chúng ta sẽ có hình tam giác như thế này. À, sau đó chúng ta có thể vẽ bất kỳ cái gì đó trong đây cũng được, vẽ như vậy. Rồi, bây giờ mirror nè, cái tắt của nó là MI. MI nghĩa là mirror. MI enter. MI enter, sau đó chúng ta mới chọn cái đối tượng cần cần mirror. Rồi enter. Enter sau đó kích hai điểm làm trục đối xứng. Điểm 1 ở đây, điểm 2 ở đây. Để rồi chọn yes. Thấy không? Chọn no chứ. Lại mới enter chọn hết cái này. Enter số 1 số 2. Số 1 số 2 thì mặc định là no đó, mặc định là no, enter là xong thôi. Đánh lật sang bên phải thì đó là mirror. Cái đối xứng qua một trục. Thì nó đối xứng rất nhiều thứ. Ví dụ cái này, mở enter chọn cái này đối xứng cái này qua. Đó, đối xứng tiếp, nói chung là chúng ta cứ làm đối xứng thoải mái bất kỳ cái gì cũng được, đối xứng theo trục này trục kia, đối xứng xuống này, ha. Đó, đối xứng như vậy ha. Và này có vậy nè, mirror đối xứng cái này sang bên phải nè, đối xứng tiếp cái này sang bên phải tiếp nè, đó ví dụ vậy ha. Rồi làm cho thầy lệnh mirror này đi.